Xin chào tất cả các con. Hôm nay thầy lại chữa tiếp cho chúng ta một bài tập trong cái chủ đề là bài tập tương giao của phần hàm số lớp 12. Tuy nhiên là cái hình thức của đề bài nó có gắn với vĩ thường, tức là phần mũ 9 mũ x, 12 mũ x và 16 mũ x. Tất nhiên là phải nhớ rằng cái 9 mũ x nó chính là 3 mũ x tất cả bình phương, 16 mũ x thì nó là 4 mũ x tất cả bình thường, và 12 mũ x nó chính là 3 mũ x nhân 4 mũ x. Kiểu ở đây nó giống như A bình, B bình và A nhân B. Người ta gọi đây là phương trình đẳng cấp bậc 2. Người ta hay làm gì? Người ta hay chia hai vế cho B bình để đưa về dạng A trên B tất cả bình, đưa về dạng A trên B và đưa về số 1. Rồi người ta sẽ có ẩn phụ T bằng A trên B. Thế thì vào cái bài này có bao nhiêu giá trị nguyên của M, nguyên dương của M để phương trình có nguyên dương, thì ta sẽ phải làm như sau. Đầu tiên ta chia hai vế của phương trình cho 9 mũ x. Ta lựa chọn là chia cho 9 mũ x, mục đích là để tách cái m riêng ra, mình cô lập m ra thành 16 phần 9 mũ x trừ 2 nhân 12 phần 9 mũ x cộng với m là trừ 2 bằng 0. Đây là 4 phần 3 mũ 2 x trừ 2 nhân 4 phần 3 mũ x cộng m là trừ 2 bằng 0. Sau khi đặt 4 phần 3 mũ x bằng t thì ta sẽ có phương trình m bằng, ta giữ nguyên cái m ở bên trái, chuyển tất cả sang bên phải thành trừ t bình cộng với 2t rồi cộng với 2, trong đó t là mình đặt như thế này. Thế các con chú ý rằng là bây giờ người ta muốn cái gì? Người ta muốn là phương trình ban đầu nó có nghiệm x dương ở đây tức là x lớn hơn 0. Vậy thì x lớn hơn 0 tương đương cái t bằng 4 phần 3 mũ x, nó sẽ thuộc vào cái tập gì? X lớn hơn 0 tính từ 0 trở đi, 4 phần 3 mũ x là hàm A mũ x. Mình cứ hiểu cái này là A mũ x, mà A thì bằng 4 phần 3 là cơ số lớn hơn 1, nên cái này là đồng biến trên R. Mà đồng biến rồi ấy, thì cứ x bé nhất là t bé nhất. Vậy thì bé nhất ở đây sẽ là 1 đến cộng vô cùng. Giải thích vì 4 phần 3 cũng không là bằng 1. Chốt lại như thế này cũng dễ hiểu này, không thể tung tung ra thì khó hiểu. Chốt lại là x mà thuộc từ 0 đến cộng vô cùng thì cái t bằng 4 phần 3 của x nó sẽ thuộc vào 1 đến cộng vô cùng. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét hàm ft bằng trừ t bình cộng 2t cộng 2. Với t thuộc vào 1 đến cộng vô cùng, f phẩy bằng trừ 2t cộng 2, f phẩy bằng 0 thì dẫn đến là t bằng 1, và chúng ta có bảng biến thiên t f phẩy với f. T là tính từ 1 cho đến cộng vô cùng, t tính từ 1 luôn à, tại 1 thì đạo hàm bằng 0, lớn hơn 1 thì đạo hàm là âm. Vậy mình biến như này, tại 1 mà thay vào hàm ft, 1 thay vào đây thì ra số 3, cộng vô cùng thay vào đây ra trừ vô cùng. Vậy ta mới suy ra là gì? Ft nó thuộc vào trừ vô cùng cho đến 3. Thế bây giờ thế nào? Đây chính là m bằng với ft, m bằng ft. Thế ta lại trở lại cái phần lý thuyết của việc phương trình ft bằng m
có nghiệm T thuộc vào tập D nào đó khi và chỉ khi nào? Khi M nhỏ hơn hoặc bằng mắc của F trên D và lớn bằng mi của F trên D. Đoạn này mà ta không nhớ thì xem lại cái video về phần tham số M sao cho công trình có nghiệm ở trong chương 1, phần ta chỉ cần nhất nhỏ nhất đấy. Thế phần FT của ta đi kia, phần M thì ở bên trái. Vậy kết quả cuối cùng là gì? Phương trình có nghiệm T thuộc 1 đến cộng vô cùng khi và chỉ khi M nhỏ hơn hoặc bằng mắc, nhưng mà mắc ở đây lại là số 3, không có hoặc vuông, đây là hoặc tròn thôi. M không đạt được giá trị bằng 3, M nhỏ hơn 3 và lớn hơn trừ vô cùng. Thế cái trừ vô cùng này thì ta biết được, không biết được. Bây giờ hỏi bao nhiêu giá trị nguyên dương? M nguyên dương. Vậy thì suy ra M sẽ bằng 1 hoặc M bằng 2, thì khoanh vào đáp án là 2 giá trị nguyên dương. Thế trong đáp án thì để xem cái câu này nó ra bao nhiêu. Câu 35, 2 giá trị nguyên dương, đúng rồi. 35B, đáp án là 2 giá trị nguyên dương. Câu đó nguyên gốc của nó là như thế này: A là 1, B là 2, C là 4 và D là 3. Thì chúng ta sẽ khoanh vào đây. Đó, được chưa nào? Rồi, ok.